Xin kính chào quý anh chị. Bên dưới là toàn cảnh hạ tầng dự án Long Tân City vào tháng 12 năm 2022. Long Tân City đã khoác lên mình một bộ áo hoàn toàn mới. Dự án Long Tân City tọa lạc tại mặt tiền đường 25C lộ giới 100m thuộc địa phận xã Long Tân, ngay trung tâm hành chánh huyện Nhân Trạch. Trục giao thông phía dưới đó là đường 25C hay có tên gọi khác là đường Nguyễn Ái Quốc, có lộ giới 100m. Các phương tiện giao thông đang di chuyển tấp nập phía dưới. Đường 25C là tuyến giao thông xuyên tâm đô thị Nhân Trạch, là trục giao thông đô thị quan trọng có vai trò thương mại kết nối trực tiếp sân bay Long Thành, đường vành đai 3, cầu Cát Lái, cao tốc Bến Lức Long Thành. Hay nói cách khác, đây là tuyến giao thông trọng điểm đảm nhận vai trò thông thương hàng hóa con người từ sân bay Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Phía bên dưới là giao lộ giữa đường 25C trục chính 30m và khu cổng chào dự án Long Tân City. Dự án Long Tân City sẽ có 4 trục giao thông chính kết nối với đường 25C, bao gồm hai tuyến đường nội khu dự án là đường 30m và đường 22m. Ngoài ra còn hai trục đường quy hoạch là đường số 13 lộ giới 47m và đường quy hoạch 36m. Phía trước là vòng xoay giao lộ giữa hai trục đường 30m. Trục đường 30m cách ngang phía dưới chạy song song với đường 25C và nối 4 trục giao thông chính thông ra 25C lại với nhau. Dự án Long Tân City có quy mô 77 ha, giai đoạn đầu khoảng 50 ha đã có sổ riêng từng nền. Giai đoạn sau một phần đã có sổ, phần còn lại đang trong quá trình ra sổ. Quý anh chị đang quan tâm hoặc cần ký gửi dự án Long Tân City, hãy liên hệ với em Huy qua hotline ở góc phải màn hình để Huy hỗ trợ và tư vấn tận tình cho quý anh chị. Một góc quay khác về hạ tầng dự án Long Tân City và cụm khu công nghiệp Nhân Trạch từ 1 đến 6. Bên tay trái quý anh chị đó là đường 25C, xe đang di chuyển. Bên kia đường 25C là dự án Mega City 2. Anh chị quan tâm dự án Mega City 2 và dự án Long Tân City thì hãy liên hệ với em Huy qua hotline ở góc phải màn hình nhé. Phía bên dưới là trục đường quy hoạch 36m đang được chủ đầu tư triển khai một phần. Huy đang di chuyển từ trong dự án Long Tân City ra đường 25C có hướng nhìn về khu công nghiệp Nhân Trạch. Phía bên dưới là trục giao thông nội khu lộ giới 17m, chạy song song với 25C và kết nối 4 trục giao thông chính của dự án Long Tân City. Đây là trục giao thông đẹp và gần 25C nhất. Và đây là toàn cảnh đường 25C mặt tiền của dự án Long Tân City. Huy đang di chuyển theo hướng kết nối về cụm khu công nghiệp Nhân Trạch và sân bay Long Thành. Đây là thời điểm tan tầm, lượng xe di chuyển từ khu công nghiệp Nhân Trạch ra khá đông. Nếu Huy di chuyển theo hướng này thì bên tay phải của quý anh chị sẽ là dự án Long Tân City, bên tay trái quý anh chị là dự án Mega City 2. Đường 25C hiện tại mới triển khai giai đoạn 1. Hiện tại mỗi bên của đường 25C còn ít nhất 2 làn đường chưa triển khai. Hiện tại con Huy đã cập nhật đến quý anh chị tiến độ mới nhất của dự án Long Tân City vào tháng 12 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị đã xem video đến thời điểm này. Nếu video hay, quý anh chị đừng quên cho Huy một like. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào biểu tượng đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video tiếp theo của Huy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.